Mỹ ban bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào các thực thể, được mô tả là có liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của lực lượng an ninh tư nhân Wagner ở châu Phi. Interfax ngày 27 tháng 6 dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, họ đã đưa một cá nhân người Nga cùng 4 công ty có trụ ở Cộng hòa Trung Phi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Nga vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến hoạt động tài chính của tập đoàn Wagner. Trong số đó, cá nhân người Nga bị Mỹ trừng phạt được mô tả là sở hữu hoạt động kinh doanh ở Mali và có mối liên hệ gần gũi với ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, còn các công ty bị cáo buộc tham gia giao dịch vàng để giúp Wagner có tiền mở rộng ảnh hưởng ở Ukraine và châu Phi. Tập đoàn Wagner có nguồn tiền để hoạt động một phần nhờ khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia như Cộng hòa Trung Phi và Mali, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cáo buộc. Theo quan chức Mỹ, Washington sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn thu của Wagner để giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở châu Phi, Ukraine và bất cứ nơi nào khác, Politico dẫn lời. Thông tin về việc Mỹ trừng phạt các thực thể liên quan Wagner được loan báo vài ngày sau vụ nổi loạn của Wagner ở Nga. Tờ Wall Street Journal hôm 24 tháng 6 nói rằng Mỹ có thể đã cân nhắc hoãn công bố các biện pháp trừng phạt đó vì không muốn tỏ ra đứng về phía nào trong cuộc nổi loạn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26 tháng 6 khẳng định hoạt động của các quân nhân thuộc tập đoàn quân sự Wagner tại Mali cũng như Cộng hòa Trung Phi sẽ vẫn tiếp tục bởi cuộc nổi loạn của Prigozhin không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nga và các đối tác quốc tế. Wagner được cho là hoạt động ở ít nhất 8 quốc gia châu Phi, cung cấp các dịch vụ huấn luyện, chiến đấu, bảo vệ cơ sở khai thác mỏ và đảm bảo an toàn của các quan chức cấp cao, Foreign Policy đưa tin. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhà chức trách đang điều tra tài chính của một công ty dịch vụ ăn uống thuộc sở hữu của ông Yevgeny Prigozhin. Việc điều tra tài chính của một công ty dịch vụ ăn uống thuộc sở hữu của thủ lĩnh nhóm Wagner diễn ra sau khi truyền thông Nga đưa tin nhà chức trách đã hủy bỏ điều tra hình sự các thành viên nhóm Wagner, hoàn thành một trong những điều kiện của thỏa thuận chấm dứt vụ nổi loạn. Hôm 27 tháng 6, ông Putin tuyên bố rằng công ty quân sự tư nhân Wagner và thủ lĩnh Prigozhin đã nhận được khoảng 2 tỷ đô la Mỹ từ chính phủ trong năm ngoái và nhận tài trợ đầy đủ từ nhà nước. Bộ Quốc phòng Nga đã chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho nhóm này. Ngoài ra, gần 1 tỷ đô la Mỹ khác đã được trả cho công ty cung cấp dịch vụ ăn uống Concord từ các hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội Nga. Trong cuộc gặp với đại diện quân đội tại Điện Kremlin, ông Putin nói ông hy vọng không ai lấy cắp bất cứ thứ gì từ các khoản thanh toán, nhưng sẽ tiến hành điều tra. Trước đó, ông phát biểu với 2.500 nhân viên an ninh tại một buổi lễ rằng họ đã ngăn chặn một cuộc nội chiến nổ ra. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.